tía tô. Lá tía tô là nó tốt vô cùng khi ta uống nước và sử dụng lá tía tô. Nhưng mà không phải tốt như thế là ai cũng uống nước và sử dụng lá tía tô được đâu nha bà con. Bà con ơi, có những trường hợp không nên dùng sử dụng lá tía tô, đó là những người phụ nữ mang thai, trẻ em sơ sinh đang nổi mẩn đỏ, ngứa, nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy toàn thân, đó là nên không nên dùng lá tía tô nha bà con. Còn nữa là ngứa ngáy da bị nóng rát, nó có tên trong y học là tô diệp, tử tô, tô ngạnh. Còn ngoài ra là những người không ăn được, không uống được, không sử dụng được là phụ nữ có thai, trẻ em sơ sinh đang nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, da bị nóng rát là không nên dùng, không nên sử dụng. Còn ngoài ra lá tía tô nó tốt và nó tốt vô cùng cho sức khỏe đó bà con. Nó làm cho tốt cho giảm nấm ngoài da, dạ dày, ruột, giảm ho, trừ đờm, hen, suyễn, giải độc, dưỡng thai. Nó tốt cho hen suyễn, tốt vì tê thấp. Nó tốt cho tiêu hóa, tim mạch, làm giảm đau, làm giảm nát cho cơ thể. Đó, làm mát tốt cho cơ thể nha bà con. Như vậy thì nó còn xóa mờ vết nám. Uống nó tốt là uống trước bữa ăn 30 phút, 3 ly chia nhỏ ra để uống 6 ngày rồi ta mới uống tiếp. Uống như vậy thì chúng ta uống 6 ngày rồi mới uống tiếp. Bà con ơi, kênh chúng tôi có 4 video một ngày nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được, vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi. Và 4 video nói về đời sống sức khỏe, bệnh gì, không nên ăn gì, bệnh gì, kiêng gì, cử gì thì bà con sẽ đến và video đến với chúng tôi thật nhanh cho bà con. Và bà con vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Xin chào bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.